tủ lên, con tắt tủ đó, rồi màn hình lên, rồi lái băng dậy ngồi hôm nay. Này là tài chương trình robot gấp nha, thế nào rồi robot hàng sau. Để anh bàn này nè, quay chơi vậy. Đây màn hình đang lên đây. Máy kiếm này tiếng Anh xài được không? Nhớ đúng không? Rồi nó có hai chế độ này, nhớ nó hai tích với play này nha. Mới vô nhìn là phải nhìn này này trước. Chế độ tích là chế độ dậy, play là chế độ auto á, chế độ chạy tự động. Khi nào vào chạy tự động thì mình mới xài, rồi máy cao dậy thì mình xài tích. Rồi điều khiển này, cách điều khiển này, cầm lên lên. Đầu tiên mở lên á thì cái nút sạc vô này nè, nút sạc vô này thì nó nhấp nhấp nháy nè, nhấp nháy sáng đúng không? Mình phải bấm cho nó sáng rồi bắt đầu giữ nút sau này, sau nút sau này có nút sạc vô này, rồi bấm giữ vô, xong rồi nó kêu cái rắc là xong rồi, bắt đầu tạo chương trình nha. Ok, vào chóp này, vào chóp, bấm vô màn hình cảm ứng nha, bấm một, bấm vô hai là lên xuống này vẫn được nha. Rồi vào create new job, tạo chương trình mới nha. Training shop, chọn vô, chọn mạnh mạnh vô xíu. Rồi nó có shop name, shop name như group set, mình chỉ cần tạo cho chương trình là shop name là tên chương trình đó. Rồi chọn, nhấn chọn select, rồi đặt tên chương trình, một là bấm ở dưới trên này, hai là bấm giống mũi tên này, chọn select là nó chọn tên, hiểu không? Rồi giờ để chúng ta bấm cho nó dễ. Đó. À, đặt tên chương trình. Rồi. Xong rồi nhấn enter, đúng rồi. Nhấn enter trên này trên bàn phím, hoặc là nhấn enter dưới bàn phím này, trên cảm ứng hoặc dưới bàn phím này. Enter. Đó, nhấn enter cái nữa. Đó là tạo xong chương trình nè. Hiểu không? Có tên chương trình nè, tên chương trình mình đặt nè. Rồi nó có điểm đầu và điểm cuối, end là kết thúc nè. Mình phải nhớ hai điểm này. Rồi bắt đầu mình lưu chương trình. Lưu chương trình thì chỉ cần nhấn enter là lưu chương trình. Rồi enter được rồi. Phải nhấn sạc vô nè, nó bảo là phải on sạc vô nè. Mình sạc vô đang off á, rồi nhấn sạc vô sau đó, rồi bắt đầu mới lưu enter đó, nó lưu là muzi nè, nhớ nha, nhớ muzi nè. Rồi vz là tốc độ của chạy của nó, nghe không? Rồi mình muốn thay đổi cái muzi á, cái chế độ mu á, thì mình vào motion time nhìn nè, đó nó chuyển thành MUL nè, thấy không? MUL khác gì MUZI? MUL là nó di chuyển theo đường thẳng, còn MUZI là nó di chuyển theo đường cong, kiểu nó di chuyển cong thôi, vừa cong thôi chứ không có trông như đường tròn, mặt không di chuyển thẳng xíu cho chị rồi hình dung ra hiểu. Rồi có MUZI này nha, MUZ là đường tròn nè, đó mình chọn chế độ rồi mình lưu, hiểu không? Rồi. Chọn chế độ rồi lưu, rồi mua S là di chắc này, đó chuyển về MUZI này, rồi bắt đầu di chuyển robot này, rồi di chuyển thêm robot thì nhắn phải luôn luôn sạc vô, luôn luôn nhắn, rồi có 6 chục nè, 6 chục S L U R B T, đó trên con robot nó có ký hiệu, còn chục hệ chục tọa độ, nhìn hệ chục tọa độ là mà con robot này hệ chục tọa độ là một chục, nhìn chữ code này, nó để chữ tool set này. Là chế độ tool của nó. Đoạn qua rồi chế độ 30 nè, XYZ. Hiểu không? Rồi. Di chuyển thử xem con robot nào di chuyển. Tăng tốc độ lên chút. Này tốc độ fast, slow nè, nhanh chậm.
rồi tăng lên đó, con robot này đó, rồi dắt lên đó, rồi rồi giờ em lưu điểm đầu tiên chỗ này đi, để ngay vị trí đó em lưu điểm đầu tiên, điểm đầu tiên rồi đúng không? Đúng không? Lưu là chỉ cần enter là lưu, nhưng mà vị trí đầu tiên của mình á là mình lưu điểm đó rồi. Rồi em lưu đi. Rồi xong. Rồi em lấy là em di chuyển qua. Di chuyển ra. Di chuyển đúng rồi, di chuyển qua đó. Di chuyển qua. Di chuyển qua là mình nhấn Y cộng. Đúng rồi. Rồi muốn lưu chỗ đó đúng không? Lưu tiếp chỗ đó một điểm nữa. Enter. Rồi xong rồi. Di chuyển xuống. Z xuống. Đúng rồi. Rồi lưu. Rồi dỡ dắt lên. Mình lưu để một chương trình để cho mình cho chạy tự động á. Dỡ dắt lên. Đó lưu tiếp đó điểm nữa. Rồi di chuyển qua trái. Y trừ y trừ. Y trừ y trừ. Y nè. À, x rồi. Y. Đó di chuyển y qua lúc bên kia luôn. Để cho nó chạy qua lại lên xuống rồi á. Rồi thôi. Ok rồi lưu đi. Rồi mấy điểm rồi? 6 điểm. 6 điểm đúng không? Muji hết đúng không? Rồi tất cả điểm bên trong mình lưu Muji hết. Khi nào mà xuống điểm gấp hoặc là điểm hàng á, thì mình mới lưu Mu L. Hiểu không? Rồi tiếp tục cho Z xuống. Điểm Z nè, đó. Robot xuống. Rồi lưu, cả đó lưu đi. Rồi giờ Z lên. Ok rồi lưu đây, cứ enter là lưu. Rồi rồi mình muốn xem cái quá trình mà điểm lúc đầu tiên giờ mình lưu á, thì mình bấm vào mu này BWD là mình mu ngược lại, còn FWD á là mình mu tới, đúng không? Rồi mình mu ngược lại thôi, giờ tại vì điểm mình điểm cuối nè. Rồi bấm mu đi, bấm thả, bấm đi, bấm đi, bấm bấm giữ á, bấm giữ, bấm giữ chạy hết chương trình đó, lên số 7 là nó di chuyển không. Rồi bấm tiếp đi, cứ bấm giữ nó chạy hết chương trình là nó tự động nó lên. Bấm giữ im đó, hết chương trình thả ra, đúng rồi, giữ im đó, nó chạy hết chương trình tự động nó dừng. Nó dừng một điểm lưu của mình, nãy mình lưu điểm cái đó, lưu điểm trên đúng không, nó tự động dừng. Rồi bấm tiếp cái nữa đó, di chuyển xuống lên đó, điểm hai rồi đó, nó quay về điểm đầu tiên của mình đó. Rồi ok nè, tất cả các điểm đúng không? Rồi xong rồi đó, giờ là mình muốn chạy tự động á thì mình phải chỉnh cái tốc độ chạy trước, tốc độ này là quá chậm rồi, hiểu không? Chỉnh tốc độ chậm nè, mình vào mình chỉnh từng cái, nếu mình muốn chỉnh từng cái á thì ra phần mu chọn vào select. Rồi phần giờ này thả sắp vô ra đi, chọn select. Đó, rồi mình di chuyển ra những cái dưới nè, di chuyển qua là mình chỉnh tốc độ muốn bao nhiêu đó, mình chọn select vào. Chọn select vào, rồi chỉnh tốc độ vào phím số đây. Bao nhiêu là được anh nhỉ? À, khoảng Muji à, Muji khoảng 30 thôi. 30. 30 này đơn vị là gì anh? À, mét trên phút. Mét trên phút. Rồi. Nếu như lưu lưu là enter, đúng rồi, enter enter tiếp cái nữa đó là nó di chuyển Muji của mình là 30 m/s. Cái đó là chỉnh chỉnh từng từng điểm, rồi giờ mình sẽ chỉnh tổng thể chứ mình không chỉnh một điểm nữa, hiểu không? Chỉnh tổng thể thì nó đang ở bên này đúng không, bình thường là nó đang con chuột mình đang ở bên này, mình phải chuyển ra bên này mình mới chỉnh tổng thể được, hiểu không? Cần chỉnh Muji này là mình phải chuyển di chuyển chuột qua chào mà Egypt đó. Nó có phần change speed nè, là thay đổi tốc độ nè, cái này là thay đổi tổng thể nha. Muji nè, thấy không, chọn chuột xuống nè, chọn qua, nó có Muji Move đó, VR VE, mình giờ mình đang là VG đúng không, có ngồi kia đang VG. Rồi chỉnh ra chọn select nè, rồi chọn 30 30 enter. Rồi enter. Ok. Enter luôn cái nữa. Đó, đó là chỉnh tính, là nó có chữ VG này không? Nếu như mu L là nó có chữ V thôi. Và mình muốn chỉnh tốc độ kiểu gì mình chỉnh kiểu đó.
Đó, tất cả 30 hết. Nãy là mình chỉnh từng cái, giờ là mình chỉnh tổng thể. Rồi. Xong rồi, chỉnh tốc độ xong đúng không? Nếu như có đường hàng thì bắt đầu mình chỉnh tốc độ hàng, nhưng mà mình có hàng cho chạy tự động á thì cái này là xong rồi, hết rồi. Rồi qua chuyển qua cho chạy auto nè. Chạy auto á, chuyển qua chế độ play. Rồi, chuyển qua play nha. Chế độ chạy auto. Bắt buộc phải mở servo lên. Mở servo này. Đó, đóng servo hết. Rồi nhấn start là nó sẽ chạy. Này là home giữ, đây giữ bấm start rồi phải giữ home chứ không để nó chạy mà nó có vấn đề gì là mình phải dừng liền, hiểu không? Đó, nó chạy này. Đó. Nó chạy đó. Cái đó là nó chỉ chạy một lần và nó dừng. Giờ mình muốn chạy lặp lại đúng không? Chuyển qua tiết. Vào job. Chạy lên lặp lại thường xuyên này, vào cycle nè. Đó, chọn vào auto. Select. Ok chưa? Rồi, chuyển sang play. Đó. Chuyển qua auto. Rồi, play đấy nha. Rồi, vẫn play đó nha, mở sạc vô. Rồi nhấn Start. Đó, là nó sẽ chạy lặp lại. Nó lặp lại quá trình này liên tục vậy suốt. Thấy không? Đó, hết chương trình dở lên lặp lại tiếp. Hiểu cách tạo chương trình chưa? Nhớ chưa? À, mở qua chương trình của mình nó chạy xem nó chạy này. Đó, nó chạy đến cuối rồi nó lặp lại này. Đó, lặp lại số 1. Ok không? Thank you.